Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 35 của bộ truyện này. Sau khi hội lâm khai đồng ý, Phương Tiểu Nhã vui mừng, kích động nói với ông ta. Dạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều, thật sự là cảm ơn chú rất nhiều. Chú đúng là người tốt, sau này nhất định sẽ gặp được những điều tốt lành. Lời nói của Phương Tiểu Nhã khiến cho hội lâm khai cảm thấy lân lân. Ông ta đắc ý. Chỉ có 10 tệ mà thôi, không là gì. Nói rồi, hội lâm khai lấy ra 10 tệ đưa cho Phương Tiểu Nhã cô nhận được tiền xong thì đưa hộp bốc thăm cho hội lâm khai dạ bây giờ chú bốc thăm đi cháu tin là người tốt như chú chắc chắn sẽ bốc được giải thưởng lớn đó Hội lâm khai cũng muốn thử xem vận khí của mình ra sao ông ta thò tay vào hộp sau đó bốc ra một phong thư phương tiểu nhã thúc giục chú nhanh nhanh mở ra thử xem sao có khi là chú trúng thưởng đó Hội Lâm Khai không chừng chừ mà mở phong thư ra, chỉ thấy bên trong là một tờ phiếu giảm giá. Ông ta còn chưa kịp nhìn kỹ xem đó là gì, thì Phương Tiểu Nhã bất ngờ thốt lên. Trời ơi, chú à, chú đúng là may mắn đó. Đây là phiếu giảm giá của một khách sạn năm sao tại Lâm Thành. Bọn họ đang tổ chức một hoạt động tri ân. Chỉ cần cầm phiếu này thì có thể vào phòng VIP của bọn họ. Hơn nữa, những tiền phí khác đều được miễn. Đây là giải thưởng lớn nhất luôn đó chú." Hội Lâm Khai còn chưa kịp định thần, đang còn hơi mơ hồ. Ông ta bỏ ra có 10 tệ đi rút thăm trúng thưởng mà có thể trúng được giải lớn đến như vậy sao? Hội Lâm Khai ngơ ngác. "Thật hay là giả? Tôi trúng thưởng ư?" Ừ. Sau đó, ông ta cầm tờ phiếu kia xem kỹ, biểu cảm gương mặt dần trở nên mừng rỡ, quả thật không phải là mơ, ông ta đã trúng thưởng. Loại cảm giác này thật là ảo ma Thời gian gần đây Những chuyện tốt liên tục đến với hội lâm khai Hết loại bỏ được đối thủ Là Dương Thanh Hí Giờ còn trúng thưởng ở khách sạn năm sao Ông ta chỉ rút có một lần Mà trúng thưởng rồi Triệu Phương Đông ngồi trong xe Không nhìn được mà cười thành tiếng Nhìn bộ dạng này của hội lâm khai Thì chắc ông ta đang nghĩ Nhân phẩm của bản thân mình rất là tốt Mới trúng thưởng được lý thương vận vờ hờn dỗi vui gì mà vui còn không nhìn thử xem bước kế tiếp ông ta sẽ làm gì đây triệu phương đông lại tập trung nhìn hai người kia sau khi hội lâm khai biết mình trúng thưởng nhưng vẫn không yên tâm nên hỏi cô gái tờ phiếu này có thật không dự án bọn cô có hợp tác với khách sạn để áp dụng phiếu này ư ừ. khách sạn gia nhật ở lâm thành hội lâm khai đã từng nghe nói tới đó là một trong những khách sạn năm sao tốt nhất tại Lâm Thành. Hơn nữa, phí một đêm rất cao. Người bình thường có nghĩ cũng đừng mơ nghĩ tới được. Hồ Lâm Khai không ngờ là có ngày chuyện tốt như vậy sẽ rơi trúng đầu mình. Phương Tiểu Nhã khẳng định. Dạ, chú cứ yên tâm. Phiếu giảm giá này trúng được dùng được. Nếu như không tin, chú có thể đến đó xem thử xem sao. Hồ Lâm Khai cười nói. Vậy được rồi, mấy ngày nay tôi cũng rảnh nên để lúc nào tranh thủ đến đó xem sao dạ vậy chúc chú chơi vui vẻ nha cháu xin phép đi trước phương tiểu nhã cười ngọt ngào ừ tôi cũng đến giờ vào làm rồi tâm trạng của hội lâm khai rất vui vẻ phương tiểu nhã đợi cho hội lâm khai đi xa rồi mới vội rời đi thấy phương tiểu nhã quay về triệu phương đông lập tức mở cửa xe cho cô sau khi ngồi vào ghế sau Phương Tiểu Nhã ra hiệu ok cho Triệu Phương Đông. Đã hoàn thành nhiệm vụ cho hội Lâm Khai nhận phiếu của khách sạn Gia Nhật. Triệu Phương Đông mỉm cười. Em làm tốt lắm Tiểu Nhã à. Bây giờ kế hoạch của chúng ta đang theo chiều hướng thuận lợi rồi. Vậy tiếp theo, chúng ta phải làm gì đây? Lý Tương vận hỏi. Triệu Phương Đông đáp. Đến căn phòng ở khách sạn kia trước rồi sắp xếp. Nhìn dáng vẻ hội Lâm Khai như vậy thì có khi tối nay ông ta sẽ đến luôn. Chúng ta cần phải chuẩn bị trước thật tốt mới được. Lý Thương Vận và Phương Tiểu Nhã gật đầu đồng ý. Ba người lái xe đến khách sạn Nhật Gia. Còn hội lâm khai bên kia sau khi vào văn phòng thì vẫn đang nhìn phiếu giảm giá. Đến tận bây giờ ông ta vẫn chưa thể nào tin bản thân mình trúng giải thưởng lớn đến như vậy nhưng ông ta cũng rất cẩn thận muốn gọi điện trước để nhỡ đâu tờ phiếu này là giả thì mất công mừng hụt tuy là khả năng giả là thấp nhưng cẩn thận thì hơn sau khi quyết định ông ta lập tức gọi điện thoại alo xin chào quý khách chúng tôi là khách sạn nhật gia không biết quý khách có yêu cầu gì không điện thoại đổ chuông một lúc bên kia có giọng nữ truyền tới hồ lâm khai hỏi luôn là như vậy tôi vừa rút thăm trúng thưởng phiếu ưu đãi của khách sạn các cô. Nếu cầm tờ phiếu này đến thì có thể được ở miễn phí trong khách sạn 3 ngày. Chuyện này có phải là thật không? Dạ đúng rồi thưa quý khách. Nếu như quý khách có được phiếu này thì có an tâm đến khách sạn của chúng tôi. Là một khách sạn năm sao có tiếng lâu đời của Lâm Thành, chúng tôi sẽ tận tình phục vụ để quý khách cảm thấy thư thái và thoải mái nhất ạ. À. Cô gái đáp. Sau khi chắc chắn được mọi chuyện Hội Lâm Khai mới cười nói Vậy được Vậy thì tối nay chúng tôi sẽ tới Gọi điện xong Hội Lâm Khai vắt hai chân lên bàn Ngậm điếu thuốc lá phì phèo Thể hiện bộ dáng nghênh ngang tự đắc Tâm tình của Hội Lâm Khai cực kỳ vui sướng Cảm thấy cuộc đời thật là mỹ mãn Mà gặp được chuyện tốt như vậy Thì ông ta không thể nào bỏ lỡ Chuẩn bị sẵn sàng Để tối nay vào đó trải nghiệm luôn nhưng nếu đi một mình đến đó thật sự rất nhàm chán nên ông ta nghĩ sẽ đem theo cả cô tình nhân nhỏ bé tần lệ quyên đi theo để mà hưởng thụ hội lâm khai nghĩ bụng cảm thấy may mắn may là tần lệ quyên đến tìm dương thanh ý ăn vạ chứ không phải là ông ta nếu không sợ rằng ông ta cũng không làm gì được hội lâm khai bấm máy gọi cho tần lệ quyên alo Bây giờ chắc là anh còn đang trong giờ làm Lúc này gọi cho em chắc là lại muốn rồi Giọng nói yêu diễm của thần Lệ Quyên truyền tới Hồ Lâm Khai cười đáp Lệ Quyên em nói như vậy Chẳng nhẽ anh đây chỉ tìm em Vì những chuyện dơ bẩn đó thôi sao Tuy ngoài miệng như vậy Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ mê người kia Của thần Lệ Quyên Thì thân thể của ông ta lại bắt đầu sao động được rồi, hội Lâm Khai, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tôi còn đang ngủ đây, nếu không có việc gì thì tôi cúp máy, tôi còn muốn ngủ nướng tiếp. Thần Lệ Quyên không nhịn được mà ngáp một cái. "Ai, à, đừng vội, anh có tin tốt muốn nói cho em. Anh rút thăm được phiếu giảm giá của khách sạn Nhật Gia, chỉ cần cầm phiếu này vào thì có thể ở miễn phí trong vòng 3 ngày. Dù là mình có sử dụng dịch vụ khác thì không có bị tính phí." Hồi Lâm Khai đắc ý nói, "Sao nào, Lệ Quyên, hôm nay em dọn chút đồ đi, tối nay ta sẽ đến đó ở." Là thật hay là giả đó? Tần Lệ Quyên nghe được tin này thì giật mình tỉnh cả ngủ. "Đó là khách sạn năm sao, anh may mắn đến như vậy ư?" "Tất nhiên là thật rồi." Hồi Lâm Khai khẳng định. "Anh đã gọi cho bên khách sạn rồi, là thật, chúng ta cứ yên tâm đến ở thôi." Sau đó ông ta cười dâm tà. Hơn nữa, không phải em vừa rồi mới mua mấy bộ nội y gợi cảm lắm hay sao? Vừa đúng lúc, tối nay đến khách sạn nhớ mặt cho anh xem. Ai da, vậy mặt chối là không nghĩ đến mấy chuyện kia. Thôi được rồi, anh nói số phòng cho em, tối nay em sẽ tới. Chiều nay em còn muốn đi dạo phố, nên anh cứ đến trước, em sẽ vào sau. Còn nữa phải cảm tạ người ta thật tốt nha. Nhờ em nên anh mới giải quyết được Dương Thánh Ý kia còn gì. Tất nhiên rồi, hôm nay em cứ đến khách sạn đi. Anh đây sẽ thưởng cho em thật nhiều thật nhiều. Hội Lâm Khai cười với nụ cười đáng khinh. Đáng ghét nha. Vì tối nay hẹn với Tần Lệ Quyên, nên cả buổi đi làm Hội Lâm Khai đều thất thần. Đến giờ tan làm thì ông ta lập tức lái xe đến khách sạn Nhật Gia. Bên phía Triệu Phương Đông và Lý Tương Vận, cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để đón tiếp. Họ chia thành hai nhóm ngồi trước bàn làm việc. Trên bàn là máy tính với các dụng cụ linh tinh khác. Triệu Phương Đông quay qua hỏi Lý Tương Vận. Lý Tổng, cô chuẩn bị như nào rồi? Vì ruộng thuốc còn có việc nên sau khi giúp xong Triệu Phương Đông thì Phương Tiểu Nhã quay trở về thôn. Bây giờ chỉ còn Triệu Phương Đông và Lý Tương Vận. Lý Tương Vận đắc ý đáp. Yên tâm đi, những chuyện này anh bảo tôi thì tôi đã làm xong hết rồi phòng của hồ lâm khai ở ngay bên cạnh tôi đã nhờ người chuyên nghiệp đặt máy rồi nên bây giờ chúng ta chỉ cần chờ thôi lát nữa bọn họ đi vào mà nói điều gì chúng ta đều có thể nghe thấy hơn nữa tôi cũng đã dặn dò lễ tân chỉ cần hồ lâm khai tới thì họ sẽ truyền tin cho chúng ta biết nói rồi lý tương vận bật máy tính lên bấm một hồi thì trên màn hình hiện ra hình ảnh của phòng kế bên. Mấy cái máy nghe lén đó um, sẽ không bị phát hiện ra chứ? Triệu Phương Đông hỏi. Chuyện này anh cứ an tâm, tôi dùng camera và cả máy nghe lén mini. Hơn nữa còn dấu rất kín nên rất là khó phát hiện ra. Hơn nữa, tôi đây làm việc mà cậu còn không tin sao? Triệu Phương Đông chỉ là thuận miệng hỏi, chứ đã hợp tác làm ăn lâu dài cùng Lý Tương Vận rồi, nên hắn hiểu rõ, năng lực của cô rất là tốt. Bây giờ, bọn họ chỉ cần chờ thôi. Đúng lúc này, di động của Lý Tương Vận vang. Lý Tương Vận thấy số thì vui mừng nói. Phương Đông à, hội lâm khai đến khách sạn rồi. Triệu Phương Đông gật đầu, nắm chặt tay. Kế hoạch có thành công hay không thì còn phải xem biểu hiện của Hồ Lâm Khai. Hồ Lâm Khai được phục vụ phòng dẫn đến phòng ngay kế bên của Triệu Phương Đông và Lý Tương Vận sau khi mở cửa phòng cho ông ta. Cô gái phục vụ cười nói. Hội tiên sinh, đây là phòng VIP của khách sạn chúng tôi. Chúc ngài chơi vui vẻ và thoải mái trong 3 ngày kế tiếp. Hội lâm khai ngây người, nhìn bài trí xa hoa trong phòng. Quả đúng là không hổ khách sạn 5 sao lâu đời của Lâm Thành. Quá mức là xa xỉ. Tuy ngoài mặt là phó viện trưởng của bệnh viện lớn, hào quang vô hạn. Thế nhưng phòng khách sạn như này là lần đầu tiên ông ta được ở. Trong lúc Hồ Lâm Khai còn đang ngây người thì có tiếng gõ cửa vang lên. Hồ Lâm Khai nhìn ra thì thấy có phục vụ đem đến một chai vang đỏ. Người phục vụ cười nói Xin chào thiên sinh, đây là rượu của Pháp mà khách sạn chúng tôi muốn gửi tặng đến cho ngài. Mời ngài dùng. Sau đó người phục vụ đặt rượu vào bàn rồi đi ra ngoài. Chai vang này chính là do Lý Tường Vận cố ý tìm người đưa cho Hồ Lâm Khai. Để đưa ông ta vào trồng Giá của chai rượu vang kia rất đắt Nhưng đối với một phú bà Như Lý Tương Vận mà nói Thì nó cũng không là gì Hơn nữa vì để có thể giải oan Cho Dương Thanh Ý Thì cô không thấy tiếc Sau khi nhận được chai rượu vang Hội Lâm Khai kích động cầm lên nhìn ngắm Thân là phó viện trưởng Của Bệnh viện Nhân dân 1 Ông ta đã tham gia vô số các buổi tiệc Mà qua đó cũng được nếm thử Không ít các loại rượu danh tiếng tuy là bình thường không thích uống rượu nhưng khi uống nhiều rồi thì cũng biết được không ít hội lâm khai chỉ nhìn một cái đã biết đây là rượu quý đúng là khách sạn năm sao có khác còn có dịch vụ như này hội lâm khai tấm tắt sau đó hội lâm khai lấy ly rượu ra tinh tế nhấm nháp thử nhìn vẻ mặt hưởng thụ của ông ta lý tương vận tức giận tên phó viện trưởng này thật là vô tâm nhìn vẻ mặt của ông ta có vẻ là rất hưởng thụ triệu phương đông treo ghẹo sao nào lý tổng đang đau lòng về chai rượu kia ư tất nhiên là không phải rồi lý thương vận nhìn chăm chăm vào hồi lâm khai trên màn hình chỉ là tôi đang nghĩ đến chú dương ông ấy bị đình chỉ trong khi hồi lâm khai này thì dương dương tự đắc ở đây uống rượu được rồi lý tổng à cô đừng nóng nóng nảy sẽ hỏng việc đấy triệu phương đông an ủi Bây giờ mọi chuyện đang rất thuận lợi, nhất định chúng ta sẽ có thể trả lại trong sạch cho chủ nhiệm dương. Lúc đó chỉ sợ rằng cô có để đủ quý trước mặt hội lâm khai thì ông ta cũng không dám uống. Ngay được như vậy, Lý Thương Vận mới thấy tâm tình dễ chịu hơn. Trong khi đó, hội lâm khai bên kia sau khi uống hết một ly vẫn chưa thấy đã nghiền lại rót thêm một ly nữa rồi nằm trên giường say mê thưởng thức. Đột nhiên có người gõ cửa nghĩ đến tần lệ quyên hội lâm khai hưng phấn xoa xoa tay đi ra mở cửa đến lúc ông ta mở cửa thì đúng là tần lệ quyên cô ta mặc một bộ váy ngắn bó sát màu đen bên ngoài khoác áo choàng tuy tuổi không còn trẻ nhưng lại có phong thái mặn mà của tuổi trung niên hội lâm khai nhìn chăm chăm vào cô ta ánh mắt nóng như lửa đốt đến rồi sao nào mau vào trong Ông ta không chờ nổi mà kéo thẳng Tần Lệ Quyên vào trong. Tần Lệ Quyên nhìn một lượt trong phòng rồi hài lòng gật đầu. Quả không hổ danh là khách sạn Nhật Gia, đúng là xa hoa. Đương nhiên rồi. Hội Lâm Khai tươi cười. Tuy chúng ta không đủ khả năng để ở đây mãi. Thế nhưng ít nhất cũng có thể được hưởng thụ trong ba ngày. Nói rồi Hội Lâm Khai ôm chặt lấy Tần Lệ Quyên bắt đầu sờ loạn. Anh yêu à, anh vừa bảo chúng ta sẽ ở đây tận ba ngày cơ mà bây giờ mới vào thôi anh sốt đột gì chứ tần lệ quyên giải dụa thoát khỏi vòng tay của hội lâm khai mị mị nói lý Tường vận nhìn hội lâm khai và tần lệ quyên thân thiết thì sởn da gà cô mất tự nhiên nhìn về nơi khác còn triệu phương đông thì khác nha nét mặt của hắn bình tĩnh như đang xem một bộ phim điện ảnh lý tương vận thấy triệu phương đông xem không chớp mắt thì ho khang hai tiếng để nhắc nhở. Lúc này Triệu Phương Đông mới thu hồi ánh mắt, ngượng ngùng nói. À, tôi chỉ là đang quan sát để có thể giúp chủ nhiệm dương thôi mà. Giải thích xong hắn quay qua nhìn tiếp, ánh mắt dán lên màn hình. Ở phòng bên cạnh, Hội Lâm Khai và Tần Lệ Quyên đang uống rượu. Hội Lâm Khai rót cho Tần Lệ Quyên một ly rượu. Nào Lệ Quyên, chúng ta cùng uống một ly. Tần Lệ Quyên nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm rồi giật mình hỏi. Rượu vang này có vẻ không rẻ. Lại còn không sao, rượu này ít nhất cũng phải mấy vạn tệ một chai, cho nên mới có danh là khách sạn năm sao chứ. Hội Lâm Khai uống một ngụm rồi nói. Qua mấy ly rượu, cả Hội Lâm Khai và Tần Lệ Quyên đều bắt đầu ngấm men. Trong không khí tỏa ra sự ái muội. Hội Lâm Khai nhìn chăm chăm Tần Lệ Quyên không chờ nổi. Lệ Quyên, rượu thì uống rồi. Bây giờ có phải nên làm chuyện chính rồi không? Tần Lệ Quyên kiều mị nói. Không phải là anh đã quyết định rồi sao? Còn hỏi em mà làm gì? Hàm ý của Tần Lệ Quyên rất rõ ràng. Hội lâm khai kia không nhịn được nữa, ôm chặt cô ta rồi đè trên giường. Trử Phương Đông lúc này đang xoa tay dán mắt vào màn hình, thì đột nhiên Lý Tương Vận đi đến tắt máy. Trử Phương Đông khó hiểu nhìn cô lý tổng ạ à, cô làm sao vậy chúng ta đang theo dõi mà cũng đâu phải chuyện khó coi gì đâu sao cô lại tắt lý thương vận trừng triệu phương đông anh đúng là đồ dâm dê chuyện tiếp theo đó thì đẹp đẽ gì cho cam mà nhìn chứ triệu phương đông biện giải không phải mà tôi là lo rằng tiếp theo bọn họ sẽ nhắc đến chuyện của chủ nhiệm dương bây giờ cô tắt máy thì chúng ta có nghe được gì đâu anh còn không nhận sao tiếp theo đó bọn họ làm chuyện kia thì nói cái gì chứ? Chính là anh đó muốn xem mấy hình ảnh 18 cộng kia thôi. Lý Tương Vận đỏ mặt nói. Bị Lý Tương Vận nói ra đúng ý nghĩ của mình, Triệu Phương Đông cười xấu hổ. Hắn biết mình đuối lý, hơn nữa cũng cảm thấy trước mặt Lý Tương Vận mà xem những hình ảnh kia thật sự là không nên. Sau một lúc, Lý Tương Vận thấy cũng đã qua kha khá kháng thời gian, nên mở máy. Quả nhiên, lúc này thấy được Hội Lâm Khai và Tần Lệ Quyên Mệt mỏi ôm nhau nằm trên giường Hồi lâm khai còn đang phì phèo điếu thuốc Tần lệ quyên ngẩng đầu Nhìn hồi lâm khai Anh không biết nhẹ nhàng hơn chút sao Thiếu chút nữa là lăn lộn chết em rồi Hồi lâm khai đắc ý Lúc ở bệnh viện Cũng đã nói với em rồi Anh sẽ khen thưởng em thật tốt mà Ngoài miệng nói thế Nhưng thân thể thì thành thật lắm Rất thoải mái đúng không Hồi lâm khai nói rồi Lại sờ soạn tần lệ quyên một hồi khiến cho cô ta thở dốc đúng rồi bây giờ người tên là dương thanh ý kia ra sao rồi tần lệ quyên đột nhiên lên tiếng hỏi triệu phương đông và lý tường vận chờ cả nửa ngày chính là vì đang chờ câu chuyện này cuối cùng thì tần lệ quyên cũng mở lời hai người kích động chăm chú lắng nghe à dương thanh ý sao đã bị bên phía bệnh viện đình chỉ rồi hơn nữa bên phía truyền thông cũng truyền tin rất nhanh. Xem như là lần này thanh danh của ông ta hỏng hết rồi. Hội Lâm Khai đắc ý nói. Chuyện này thì em biết, nhưng chỉ là bị đình chỉ mà thôi. Đợi sau khi lắng xuống, không phải ông ta lại quay lại được sao? Tần Lệ Quyên hỏi. Hội Lâm Khai dập tắt điếu thuốc rồi nói. Chuyện này anh đã sớm nghĩ rồi. Lần này khó khăn lắm mới nắm được nhược điểm của Dương Thanh Ý nhất định và lợi dụng triệt để anh đã liên lạc với rất nhiều phóng viên rồi bọn họ đồng ý sẽ tiếp tục đẩy chuyện này lên kèm theo đó anh sẽ tác động từ trong bệnh viện kiểu gì thì ông ta cũng sẽ bị đuổi việc thôi lại thêm danh tiếng bị hủy thì chẳng còn bệnh viện nào muốn thuê ông ta nói xong ông ta cười sảng khoái sao anh không nhẹ tay chút anh đã khiến cho dương thanh ý thành ra như vậy rồi chẳng nhẽ phải ép người ta đến mức đó sao Tần Lệ Quyên lo lắng hỏi Sao lại không? Em không biết mâu thuẫn của anh và ông ta đến mức nào đâu Lúc trước ông ta báo cáo anh với viện trưởng Là nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân Nên anh đã muốn xử ông ta rồi Có một lần anh đến văn phòng của ông ta Giả lấy tư liệu đã hạ thuốc vào ly nước của ông ta Thế nhưng không biết tại sao mà ông ta không uống phải ly nước đó Rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi Lần này ông ta đâu thể thoát được việc xâm phạm em đâu nhưng nhở chuyện này bị lộ ra ngoài không phải anh sẽ toan sao hồ lâm khai nghe thì cười cười ôm tần lệ quyên vào ngực hôn cô ta một hồi rồi nói chuyện này em không cần lo dù cho là bọn họ có biết được em là tình nhân của anh đây thì em cũng chỉ cần khẳng định dương thanh lý đã xâm phạm em lúc khám bệnh là được dù cho bọn họ có hỏi thì anh cũng chỉ cần nói vì em là tình nhân của anh anh sợ nói ra thì sẽ ảnh hưởng Cùng lắm thì bị chê trách về cách sinh hoạt thôi Hơn nữa anh còn là phó viện trưởng Có bị lộ ra thì không ảnh hưởng gì nhiều Nhưng Còn Dương Thanh Ý thì khác Đó là vấn đề về y đức Kèo này không lật được đâu Hội Lâm Khai à Không nghĩ tới luôn đó Anh suy tính đến mức này rồi Nếu vậy thì Dương Thanh Ý kia Thật sự không chết không được rồi Tần Lệ Quyên cười quyến rũ Tất nhiên rồi Nhưng kẻ đắc tội với Hội Lâm Khai này chưa bao giờ có kết quả tốt. Nói rồi ông ta sát lại gần Tần Lệ Quyên. Được rồi, không nói nữa, làm thêm một hiệp nữa nha. Rầm, Lý Tương Vận nghe được hết đầu đuôi câu chuyện thì tức giận tháo tai nghe ra, đứng lên đi về cửa. Triệu Phương Đông thấy vậy vội hỏi. Lý Tổng à, cô định đi đâu? Tôi tìm hội lâm khai kia, đối mặt, hỏi cho rõ chứ sao? Lý Tương Vận lớn tiếng đáp. Tên hội lâm khai này quá mức là âm hiểm Ông ta hãm hại chú Dương như vậy rồi Tôi phải qua đó nói cho rõ ràng Lý Tường Vận định mở cửa đi ra Lý Tổng à Tôi biết cảm giác bây giờ của cô Thế nhưng cô đừng xúc động như vậy Triệu Phương Đông vội ngăn cô Lý Tường Vận quay qua Triệu Phương Đông Vậy anh nói xem Chúng ta phải làm gì tiếp theo Triệu Phương Đông thấy cô bình tĩnh lại Mới nói tiếp chúng ta đã thu thập được chứng cứ đủ để chứng minh chủ nhiệm dương là vô tội rồi chỉ cần bây giờ cầm chứng cớ đi tìm viện trưởng gọi cả hội lâm khai đến thì lúc đó có thể vạch trần ông ta rồi lý tương vận vẫn không nguôi giận hội lâm khai này quả thật là đáng hận lần này nhất định phải bắt ông ta trả giá thật đắt triệu phương đông vỗ vai cô được rồi lý tổng à bớt giận đi giờ cũng đã khuya rồi chúng ta quay về thôi Tối nay chúng ta in mấy tấm ảnh ra, sau đó cắt chỉnh, ghi âm, rồi đem đến trước mặt viện trưởng. Lúc đó dù cho hội lâm khai có 10 cái miệng cũng không làm gì được. Lý Tương Vận gật đầu. Ừ, mấy chuyện này để cho tôi xử lý. Ngày mai chúng ta đến bệnh viện để tìm viện trưởng. Sau khi thương lượng xong, hai người ai về nhà nấy. Trên đường quay trở về thôn Nguyệt Nha, Triệu Phương Đông lấy điện thoại ra gọi cho Dương Thanh Ý. Phương Đông à, Cậu và Tương Vận bên đó sao rồi Mọi chuyện ổn chứ Triều Phương Đông cười nói Chủ nhiệm Dương Cháu gọi cho chú là vì chuyện này Báo cho chú một tin mừng Là cháu và Lý Tổng đã thu thập được chứng cớ rồi Còn mấy thứ này Chắc chắn là có thể chứng minh cho chú trong sạch Thật vậy sao Dương Thanh Ý kích động hỏi Cả đời găng bó với nghề y Dù cho là bây giờ Ông bị tạm thời cách chức nhưng vẫn rất mong muốn có thể quay về bệnh viện chỉ để làm việc. Chính vì vậy nên sau khi nghe được tin này ông rất là vui. Dạ, tất nhiên là thật rồi. Triệu Phương Đông cười nói. Chủ nhiệm Dương, cháu biết chú vì chuyện này mà bức rứt mấy hôm nay. Sao có thể lấy nó ra để đùa được chứ? Dương Thanh Ý cảm kích. Cảm ơn cậu nhiều lắm Phương Đông à. Gần đây vì chuyện của tôi mà cậu vất vả rồi. Quả thật ân tình này tôi không biết phải trả làm sao Triệu Phương Đông cười nói Chú à đừng nói mấy chuyện này Lúc trước chú đã giúp cháu rất nhiều rồi Những việc này là cháu nên làm thôi Hơn nữa quan hệ giữa chú Lý Tổng và cháu Thì không cần khách sáo như vậy đâu Triệu Phương Đông dừng một chút Rồi nói tiếp Đúng rồi chủ nhiệm dương Cháu còn có việc muốn nói với chú Cháu định bảo sáng mai Chúng cháu sẽ đem chứng cớ đến chỗ viện trưởng Chúng ta hẹn nhau sáng mai nha chú đây là chuyện quan trọng dương thanh ý đáp luôn không thành vấn đề tuy giờ đang như vậy nhưng quan hệ của tôi và viện trưởng vẫn rất là tốt để lát nữa tôi gọi báo trước cho ông ấy có gì ngày mai chúng ta sẽ đến gặp triệu phương đông cười nói dạ vậy được chúng ta cứ hẹn như vậy đi sau khi nói chuyện với dương thanh ý xong thì triệu phương đông quay trở về thôn nguyệt nha về đến nhà thì hăng thấy được thẩm nhược hề đang đi về phía nhà mình triệu phương đông bấm còi thẩm nhược hề nghe được tiếng còi nên tò mò quay đầu nhìn lúc này thì triệu phương đông cũng xuống xe triệu phương đông cười hỏi chị nhược hề trễ vậy rồi mà chị còn qua đây là có việc gì hay sao thẩm nhược hề bất đắc dĩ nói chị đang đọc sách thì đèn ở nhà bị hỏng chị không biết thay nên định qua nhờ em không ngờ đến đây đã gặp em rồi triệu phương đông cười gật đầu dạ được vậy thì chúng ta cùng qua đó đi sau đó triệu phương đông đi cùng thẩm dược hề về nhà việc thay bóng đèn này đối với triệu phương đông mà nói chỉ là chuyện nhỏ trên đường đi hắn mới quay qua hỏi thẩm nhược hề nhà chị có sẵn bóng đèn chưa nếu chưa để em về lấy không cần đâu nhà chị có sẵn một cái mua từ khi trước rồi Đến nhà thẩm nhược hề, Triệu Phương Đông nhìn thử cái bóng đèn cũ. Là do sử dụng lâu ngày nên mới bị cháy. Hắn nhanh nhẹn thay ra rồi lắp cái mới vào. Triệu Phương Đông nhảy xuống cười nói với thẩm nhược hề. Em đổi xong rồi, chị bật lên xem sao. Thẩm nhược hề ấn công tắc bật đèn, quả nhiên nó sáng như thường. Cô cười nói với Triệu Phương Đông. Ở một mình cũng có lúc bất tiện thật. May là có em ở gần, có gì chị còn nhờ vã được Triệu Phương Đông thuận miệng đáp Vậy thì chị tìm một anh bạn trai đi Với cả bây giờ tuổi chị cũng không còn nhỏ rồi Thẩm Nhược Hề trừng mắt nhìn Triệu Phương Đông Ý em là sao? Ghét bỏ chị đây già rồi ư? Với mong muốn được sống mãnh liệt Triệu Phương Đông vội vàng xua tay Chị à đừng có hiểu nhầm Tất nhiên ý em không phải là vậy rồi Đây là em lo cho chuyện chung thân đại sự của chị mà Thẩm Nhược Hề hư lạnh nói nếu như thật sự quan tâm chị thì thử tìm cách giải quyết giúp chị xem nào triệu phương đông thầm nghĩ em cũng đâu phải bà mối trong thôn đâu mà chị bảo như vậy hắn cười ngượng rồi đáp hạ à, như này thì làm khó em rồi em không có ai thích hợp để giới thiệu cho chị được hay để em nhờ mẹ em xem sao nha triệu phương đông thẩm nhược hề lớn tiếng nói rốt cuộc là em không nhận ra hay là em đang giả ngu Triệu Phương Đông bày ra nét mặt vô tội Chị Nhược Hề Hôm nay chị bị làm sao Đốt cuộc là hiểu chuyện gì Triệu Phương Đông khó hiểu Không biết vì sao Thẩm Nhược Hề Lại bỗng nhiên tức giận Triệu Phương Đông Em, em Thẩm Nhược Hề không biết phải nói gì Cô cho rằng mình đã thể hiện rất rõ ràng rồi Nhưng tại sao Hắn vẫn tỏ ra không hiểu Chị Nhược Hề Chị làm sao vậy là do em làm sai điều gì nên chị tức sao triệu phương đông cẩn thận hỏi nhìn thẩm nhược hề có vẻ rất kích động cô định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi thôi được rồi chị mệt rồi nên muốn đi nghỉ em cũng về sớm để nghỉ ngơi đi triệu phương đông biết bây giờ tâm trạng của thẩm nhược hề không tốt nên nói vậy em về trước nha hôm nay chị nghỉ ngơi sớm nói rồi triệu phương đông mở cửa đi về thẩm nhược hề tức đến dầm chân chửi mắng Đúng là đồ ngốc Đã rõ ràng như vậy rồi mà còn không hiểu Nói đi là đi thật luôn Triệu Phương Đông đi ra đến cửa Thì không nhịn được mà hắt xì một cái Hắn nghĩ thầm Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi Xem ra về nhà phải mặc thêm áo ai Đoán tâm trạng con gái Đúng là như mò kim đáy bể Khó vô cùng Triệu Phương Đông thở dài Sau đó hắn về nhà ngủ Hắn định ngày mai sẽ đến tìm hỏi thẩm nhược hề nhưng vì có hẹn với lý tương vận và dương thanh ý nên sáng hôm sau hắn dậy sớm lúc đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của lý tương vận bây giờ tôi đang trên đường đi đón chú dương chúng ta họp mặt ở cổng bệnh viện nha lý tương vận hỏi triệu phương đông cắn vội miếng bánh bao rồi đáp được cô đi đón chủ nhiệm dương đi tôi ăn nốt mấy miếng cơm rồi sẽ qua liền lý tương vận cười cười Tôi chỉ gọi để thông báo trước một tiếng thôi. Bây giờ chúng ta có chứng cứ là người nắm quyền chủ động nên cậu không cần vội đâu. Cứ cơm nước xong xuôi rồi qua cũng được. Triệu Phương Đông ngẫm lại thấy cũng đúng. Tuy vậy nhưng hắn cũng phải tranh thủ. Hai người họ sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Mà hắn xuất phát từ thôn Nguyệt Nha đến đó cũng khá mất nhiều thời gian. Nếu để cho Lý Tương Vận và Dương Thanh Ý cùng chờ hắn, vậy thì không hay. Triệu Phương Đông nhanh chóng giải quyết xong hai cái bánh bao và một bát cháo. Cơm nước xong xuôi, Triệu Phương Đông lái xe đến bệnh viện nhân dân 1. Sau khi tới nơi, hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm Lý Tương Vận và Dương Thanh Ý. Triệu Phương Đông Trong lúc hắn đang nhìn thì bỗng nghe được có người gọi mình. Hắn quay sang xem thì thấy Lý Tương Vận và Dương Thanh Ý đang đứng ngay trước cửa ra vào. Hắn lái xe đến gần, đến trước chỗ Dương Thanh Ý và Lý Tương Vận. Triệu Phương Đông ngượng ngùng nói, Ôi thật là ngại, để hai người đợi lâu rồi. Dương Thanh Ý cười cười, Không sao, tôi và Tương Vận cũng vừa tới thôi, không chờ lâu lắm. Triệu Phương Đông quay sang hỏi Lý Tương Vận, Chứng cứ đều chuẩn bị hết rồi chứ, Lý Tổng. Lý Tương Vận gần đầu, lấy mấy bức ảnh trong túi ra đưa cho Triệu Phương Đông. Chuẩn bị hết rồi, đoạn ghi âm thì tôi đã sao chép qua điện thoại. Còn ảnh này thì rửa ra cho mọi người cùng xem demo. Triệu Phương Đông nhìn ảnh chụp là lúc Hội Lâm Khai và Tần Lệ Quyên ở với nhau. Hiệu quả làm việc của lính tương vận đúng là không chê vào đâu được. Triệu Phương Đông ngẩng đầu nói với lính tương vận và Dương Thanh Ý. Được rồi, nếu đã có đủ chứng cứ, vậy thì chúng ta vào thôi. Tôi muốn xem xem, đem những chứng cứ này đến trước mặt viện trưởng, thì Hội Lâm Khai còn có thể giảo biện ra sao dương thanh ý cũng kích động nói cuối cùng tôi cũng có thể lấy lại được trong sạch rồi ba người cùng đi vào bệnh viện trên đường đi vẫn có rất nhiều nhân viên chào hỏi với dương thanh ý thì có thể thấy ông có uy tín ra sao lúc đi vào phòng làm việc thì viện trưởng thường quốc hưng đang ngồi trước máy tính chủ nhiệm dương ông đến rồi sao nào qua đây ngồi đi thường quốc hưng nhiệt tình tiếp đón dương thanh ý dương thanh ý chỉ triệu phương đông và lý tương vận giới thiệu viện trưởng đây là tương vận và phương đông quan hệ giữa tôi và họ ông đã thấy rõ rồi trước đó tôi cũng đã nhắc đến phương đông ông còn nhớ hay không thường quốc hưng đáp à tôi nhớ ra rồi đây có phải là thiên tài y học trăm năm khó gặp triệu phương đông không triệu phương đông ngượng ngùng cười xin chào viện trưởng thường Tôi là Triệu Phương Đông Thế nhưng tôi không phải là thiên tài đâu Tôi chỉ là biết chút y thuật thôi Ai người trẻ tuổi mà khiêm tốn được như cậu Đúng là hiếm gặp Thường Quốc Hưng cười to Sau đó mọi người cùng nhau ngồi xuống Bọn họ hàng huyên một lúc Rồi Dương Thanh Ý mở lời Viện trưởng à Lần này tôi đến đây là có chút việc Tôi cũng nói qua rồi Tôi bây giờ đang bị đình chỉ tạm thời nên đợi đến khi tìm được chứng cớ, chứng minh, thì tôi sẽ quay về làm việc. Tôi muốn hỏi xem, bây giờ việc điều tra đến đâu rồi? Thường Quốc Hưng thở dài, bất đắc dĩ nói. Lão Dương à, chúng ta là bạn bè với nhau lâu rồi, nên có câu này muốn nói với ông. Tôi rất là tin ông, quen biết lâu như vậy tôi hiểu rõ tính ông mà. Nếu nói ông mắc chút sai lầm trong lúc chữa bệnh, thì tôi còn tin chứ bảo xâm hại bệnh nhân thì quả là chuyện bị đặt. Nhưng nếu vậy, tại sao viện trưởng lại đình chỉ công tác của tôi chứ? Thường Quốc Hưng cười khổ. Mọi người tưởng tôi muốn làm như vậy sao? Tôi cũng là hết cách nên mới làm vậy thôi. Vì chuyện này náo loạn quá mức nên kéo theo dư luận trên mạng vào mắng bệnh viện này. Lại thêm phó viện trưởng hồ ở trong bệnh viện nói chủ nhiệm dương y đức bại hoại nên đã đề nghị đình chỉ ông ấy tôi muốn bình ổn tình hình nên cũng bất đắc dĩ mới phải làm như thế. Ba người triệu phương đông nhìn nhau đều có thể thấy sự bất mãn trong mắt nhau. Lại là Hồ Lâm Khai dở trò. Dương Thanh Ý cũng nói Quả thật là vậy. Từ lúc xảy ra chuyện này viện trưởng vẫn luôn giúp đỡ tôi. Triệu Phương Đông suy nghĩ một hồi rồi hỏi Viện trưởng thường à nếu ông tin rằng chủ nhiệm Dương vô tội vậy ông có nghĩ đến tại sao lại có chuyện này xảy ra không? Vì sao nữ bệnh nhân tên là Tần Lệ Quyên kia lại vù hãm cho chủ nhiệm dương? Thường Quốc Hưng thẳng thắn đáp. Tất nhiên là có nghĩ tới. Tôi nghĩ chắc là lão dương đắc tội ai, nên giờ bị người ta trả thù. Thế nhưng là ai tôi không đoán ra được. Vậy thì để cháu nói cho viện trưởng nghe. Lý Thương Vận tiếp lời. Những chuyện này đều do một tay phó viện trưởng hội lâm khai làm ra còn thần lệ quyên kia là tình nhân của ông ta Hai người bọn họ cùng một dù, Cố ý hãm hại chú Dương Lý Tương Vận không kềm được mà nói Thường Quốc Hưng ngạc nhiên Nhìn Lý Tương Vận Lý Tổng Cái này không thể nói bừa được đâu Tôi biết hội lâm khai có mâu thuẫn với Lão Dương Thế nhưng nói chuyện này Do hội lâm khai tạo ra để vu khống Lão Dương Thì cũng hơi quá đi Triệu Phương Đông biết Thường Quốc Hưng kiểu gì cũng sẽ không tin viện trưởng thượng chú yên tâm là lời chúng tôi nói ra đều có chứng cứ xác đáng nếu chú không tin thì bây giờ chú hãy gọi hội lâm khai đến đây chúng ta ba mặt một lời nói rõ chuyện này tôi và lý tổng đã có chứng cớ tuyệt đối có thể chứng minh được tất cả những chuyện này đều là hội lâm khai làm ra thường quốc hưng khó xử nhìn về dương thanh ý dương thanh ý gật đầu ông có thể tin tưởng bọn họ cứ gọi hội lâm khai tới đây đi nếu như chúng tôi không lấy ra được bằng chứng như chúng tôi đã nói, thì chúng tôi sẽ cúi đầu xin lỗi hội Lâm Khai ngay tại đây. Đối với cách làm việc của Dương Thanh Ý, Thường Quốc Hưng rất là tin tưởng. Ông ấy không phải là người làm việc qua loa, biến có thành không. ngẫm nghĩ một hồi, Thường Quốc Hưng cũng gật đầu đồng ý. Vậy được, mọi người chờ chút để tôi gọi hội Lâm Khai tới đây. Nói rồi Thượng Quốc Hưng bấm số điện thoại gọi đến chỗ hội lâm khai. Phó viện trưởng hộ, nếu bây giờ không có bận gì thì đến văn phòng tôi, tôi có việc cần nói với ông. Yên tâm, không phải là chuyện gì to tác, ông có qua đây rồi biết. Được rồi, tôi chờ ông. Sau khi nói chuyện xong với hội lâm khai, Thượng Quốc Hưng quay sang nói với Dương Thanh Ý. Hội lâm khai sẽ tới đây nhanh thôi. Dương Thanh Ý tỏ ra ái ngại gây thêm phiền toái cho viện trưởng rồi. Thượng Quốc Hưng xua tay. Phiền toái gì chứ? Ông là bác sĩ của bệnh viện, mà tôi lại là viện trưởng. Dù đứng ở bất kỳ góc độ nào nhìn, thì việc này tôi phải xử lý theo phép công chứ. Nếu thật sự là ông bị người ta vô hãm là xâm hại nữ bệnh nhân kia, thì nhất định tôi sẽ trả lại công bằng cho ông, đồng thời có hình thức phạt thích đáng với người vô hãm kia mới được. Không để cho bọn họ chờ lâu, hội lâm khai rất nhanh đã tới. Trên đường đến phòng viện trưởng, Hồ lâm khai còn đang nghĩ thử xem, viện trưởng tìm mình đến là có chuyện gì. Kết quả đến nơi thì còn thấy thêm Dương Thanh Ý, Triệu Phương Đông và Lý Thương Vận đang ngồi ở sofa. Lý Thương Vận còn đang trừng mắt với ông ta. Nhìn dáng vẻ này thì có vẻ như muốn đánh nhau. Trong lòng Hồ Lâm Khai dâng lên cảm giác bất an, chẳng nhẽ mọi chuyện bại lộ rồi. Nhưng mà ông ta nhanh chóng an ủi bản thân, quan hệ giữa ông ta và Tần Lệ Quyên rất kín đáo, chắc chắn bọn họ sẽ không thể nào phát hiện ra. Nghĩ vậy, Hội Lâm Khai bình tĩnh hơn, rồi hỏi Thường Quốc Hưng. Không biết, viện trưởng đột nhiên gọi tôi tới đây là có chuyện gì? Thường Quốc Hưng nghiêm túc nói. Phó viện trưởng, có người nói với tôi, nữ bệnh nhân tố cáo chủ nhiệm dương là tình nhân của ông. Hơn nữa, mọi chuyện đều do ông sắp đặt và sai khiến cô ta làm vậy. Bây giờ trước mặt nhiều người như này, ông cho tôi một câu trả lời thích đáng đi. Vậy mà bọn họ đã biết được quan hệ giữa ông ta và Tần Lệ Quyên rồi sao? Hội Lâm Khai kinh ngạc, thế nhưng ông ta vẫn rất bình tĩnh đáp. Đây quả thật là bịa đặt, Tần Lệ Quyên gì đó tôi thật sự không quen biết, thế thì sao có thể tính là tình nhân? Lại còn tôi đứng sau mọi chuyện là sao? Sao khiến cô ta, ôi trời, đây quả là vu khống. Nói rồi hội lâm khai cười quái dị Nhìn về Dương Thanh Ý Chắc là lão Dương Nói bậy trước mặt viện trưởng rồi Nói tần lệ quyên là nhân tình của tôi Tôi biết tôi và ông Có chút bất hòa trong công việc Là thêm việc ông bị đình chỉ Vì chuyện xâm hại lần này Nên bây giờ muốn đổ an cho tôi chứ gì Chiêu này của ông đúng là đủ thâm sâu Triệu Phương Đông phải thầm dơ ngón cái cho hội lâm khai này. Mặt ông ta có thể dày đến mức đó rõ ràng là mọi chuyện đều do bản thân ông ta gây ra thế nhưng lại có thể quan minh chính đại mà suy diễn cắn ngược dương thánh ý chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ nếu không lấy chứng cớ ra đập vào mặt ông ta thì chắc ông ta sẽ còn chối dài dài Trừ phương đông đứng dậy cười lạnh tôi biết ông sẽ không thừa nhận thế nhưng ông cho rằng mình cố chấp không nhận thì sẽ qua được ải này vậy thì ông sai rồi hắn quay sang liếc mắt với Lý Tương Vận. Cô hiểu ý lấy từ trong túi ra ảnh chụp của Tần Lệ Quyên và Hội Lâm Khai. Viện trưởng à, chú nhìn xem đây là gì? Thường Quốc Hưng cầm mấy tấm ảnh chụp, trong đó là ảnh Hội Lâm Khai và Tần Lệ Quyên đang uống rượu, còn ôm nhau nằm trên giường. Thường Quốc Hưng hai hốc mồm kinh ngạc, mà Hội Lâm Khai cũng ngây ngẩn người. Không ngờ Lý Tương Vận có thể lấy ra được bằng chứng này. Lý Tương Vận cười nói đây đều là ảnh chụp lúc bọn họ thân mật với nhau cả vậy mà phó viện trưởng đây còn có thể nói là không quen biết Tần lệ quyên hơn nữa ông cũng có vợ con rồi vậy thì quan hệ giữa bọn họ là gì chắc tôi không cần nói nữa mà nếu như không tin thì cầm ảnh này đi kiểm chứng đi xem có phải là photoshop hay là không thường quốc hưng cầm ảnh chụp nhìn về hội lâm khai phó viện trưởng tôi cần một lời giải thích từ ông hội lâm khai tạo vẻ miễn cưỡng Viện trưởng à Đúng là chuyện của Lệ Quyên tôi đã dâu giếm mọi người Tôi có thừa nhận cô ấy là tình nhân của mình Xin lỗi mọi người vì đã dâu giếm chuyện này Thường Quốc Hưng ném mảnh trên bàn Chỉ hư lạnh một tiếng Hội Lâm Khai nhìn nét mặt của Thường Quốc Hưng liền biết rằng tình hình của mình bây giờ rất bất lợi Ông ta tiếp tục chỉ về Dương Thanh Ý để tố cáo Viện trưởng Tuy rằng Tần Lệ Quyên là tình nhân của tôi thế nhưng đâu liên quan gì đến việc Dương Thanh Ý xâm hại cô ấy hay không. Tôi không bảo cô ấy vù hãm Dương Thanh Ý, mà thật sự là cô ấy bị xâm hại thật. Hôm đó, Lệ Quyên đi khám tôi không hề biết. Tôi là người có gia đình nên từ trước đến nay luôn phải che giấu kỹ chuyện có quan hệ cùng Lệ Quyên. Dù cho cô ấy có đến đây khám, thì tôi cũng phải tỏ vẻ là không quen biết chứ. Dương Thanh Ý đứng dậy, tức giận, nhìn chăm chăm vào hội lâm khai. Hội lâm khai, da mặt của ông quá dày rồi bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng đến như vậy mà ông còn chối Hồi lâm khai hùng hồn đáp dương thanh ý đừng có trộn lẫn chuyện với nhau như vậy bây giờ tin ông xâm hại lệ quyên đã bị truyền đi khắp lâm thành này rồi tôi đây mới là người nên nghi ngờ có phải ông biết lệ quyên là nhân tình của tôi nên mới cố ý xâm hại cô ấy hay không nhiều nhất thì tôi cũng chỉ có vấn đề về cách sống thôi còn ông đó ông có vấn đề về y đức không xứng đáng làm một bác sĩ ông dương thanh lý chỉ tay vào mặt hồi lâm khai tức đến phát rung chủ nhiệm dương chú cứ bình tĩnh đi triệu phương đông trấn an chú đừng có tức mà hại thân cho dù ông ta có cứng miệng cãi như nào thì kệ đi chúng ta còn chứng cớ chưa có lấy ra mà giờ màn kịch mới bắt đầu mà thôi dương thanh lý tỉnh táo lại gật đầu cậu nói đúng tôi đây muốn nhìn xem hồ lâm khai ông còn cãi chày cãi cối đến khi nào triệu phương đông nghiêm mặt nhìn hồ lâm khai phó viện trưởng hồ ông kiên quyết phủ nhận việc mình bảo tần lệ quyên giả bộ bị xâm hại để đổ an cho chủ nhiệm dương có đúng không đương nhiên rồi không phải là do tôi làm làm sao tôi phải thừa nhận chứ mấy người cũng đừng tưởng rằng có viện trưởng chống lưng mà làm càng hồ lâm khai ra vẻ có lý nói triệu phương đông cười nhẹ sau đó nói với thường quốc hưng chắc là lời khi nãy của hội lâm khai nói viện trưởng đều đã nghe thấy nếu sau đây tôi chứng minh được chủ nhiệm dương là bị ông ta và tận lệ quyên âm mưu hãm hại thì sao thường quốc hưng nghiêm mặt nói nếu cậu có chứng cứ thì lấy ra đây chuyện đã đến nước này rồi thì không thể nào bỏ qua được chuyện về chủ nhiệm dương nhất định phải làm cho rõ Lời này của Thường Quốc Hưng khiến Triệu Phương Đông rất an tâm. Hắn nhìn Lý Tương Vận. Lý Tổng à, cô phát đoạn ghi âm kia đi. Để cho Phó Viện Trưởng Hồ nghe xem, có đúng là giọng nói của ông ta hay không? Ghi âm. Hội Lâm Khai đột nhiên nhớ tới, lời hôm qua bản thân nói cùng Tần Lệ Quyên. Tất cả, tất cả đều bị bọn họ ghi âm được rồi sao? Lý Tương Vận cười tự tin. Tôi sớm đã chuẩn bị xong rồi nói đoạn lý tương vận lấy di động ra ấn phát đoạn ghi âm đúng rồi giờ cái người tên là dương thanh ý kia sao rồi dương thanh ý đã bị bên phía bệnh viện đình chỉ rồi hơn nữa bên phía truyền thông cũng truyền tin nhanh lắm xem như là lần này thanh danh của ông ta hỏng hết rồi sao không em không biết mâu thuẫn của anh và ông ta đến mức nào đâu lúc trước ông ta báo cáo anh với viện trưởng là nhận tiền bồi dưỡng của bệnh nhân nên anh đã muốn xử lý ông ta rồi. Có một lần anh đến văn phòng của ông ta, giả lấy tư liệu đã hạ thuốc vào ly nước của ông ta. Thế nhưng mà không biết tại sao ông ta không uống ly nước đó, rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa thôi. Lần này ông ta đâu thể thoát được việc xâm phạm em đâu. Văn phòng của viện trưởng im ắng tất cả mọi người đều tập trung chú ý vào đoạn ghi âm. Lý Tương Vận chỉ lấy phần ghi âm quan trọng nhất để phát nhằm lật tẩy bộ mặt thật của Hồ Lâm Khai, chứ không copy toàn bộ. Ba người Lý Tương Vận Triệu Phương Đông và Dương Thanh Ý đã biết trước được nội dung của đoạn ghi âm nên tâm tình rất bình tĩnh. Nhưng mà Hồ Lâm Khai thì khác, ông ta đứng như trời trồng, biểu tình chột dạ, trán không ngừng toát mồ hôi. Bây giờ ông ta đã bị vạch trần, không còn đường chối cãi. Hương Quốc Hưng phẫn nộ nhìn chăm chăm Hồ Lâm Khai. Viện trưởng, ông nghe tôi nói sự thật đã rành rành ra trước mặt Ông còn muốn nói cái gì Hội Lâm Khai định mở miệng giải thích Thì đã bị Thường Quốc Hưng chặn họng Tôi không ngờ Không ngờ tới ông lại đê tiện như vậy Hồ Lâm Khai Tôi biết quan hệ giữa ông và chủ nhiệm Dương không được tốt Nên luôn cố gắng điều chỉnh hài hòa Thế nhưng ông thì sao Bày ra loại mưu kế này để hãm hại chủ nhiệm Dương Xong việc Còn cố ý đứng trước giới truyền thông Và phát ngôn bậy bạ Sau khi làm những chuyện này mà lương tâm ông không thấy cắn rứt hay sao? Bởi vì quá kích động nên cả gương mặt của Thường Quốc Hưng đều đỏ hết. Hội Lâm Khai im lặng không nói. Ông ta biết bây giờ Thường Quốc Hưng đang nóng giận thì có nói gì cũng vô ích. Thậm chí còn có thể là đổ dầu vào lửa khiến cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Một lát sau Thường Quốc Hưng thở dài quay sang nói với Hội Lâm Khai. Hội Lâm Khai, lần này ông cố ý vụ hãm để hãm hại đồng nghiệp của mình lại còn hồ ngôn lạng ngữ trước truyền thông, khiến hình tượng bệnh viện bị ảnh hưởng, làm rối loạn và tác động xấu đến sự đoàn kết cũng như việc công tác của công nhân viên bệnh viện. Tôi tuyên bố ông chính thức bị cách chức. Bây giờ ông không còn là bác sĩ của bệnh viện nhân dân một này. Viện trưởng à, ông ông muốn cách chức tôi sao? Hội Lâm Khai luống cuốn. Đúng, bây giờ ông đã chính thức bị đuổi việc rồi. Hội Lâm Khai hoảng loạn tột độ. Nếu như bị đuổi việc, thì chỉ sợ thanh danh của ông ta hoàn toàn sụp đổ rồi. Sau này phải làm sao để lăn lộn trong giới đây? Hội Lâm Khai lập tức cầu xin. Viện trưởng, tôi biết lần này tôi sai rồi, đều là do nhất thời mà mất não mới làm như vậy. Tôi không nên vì một chút mâu thuẫn cá nhân mà hãm hại chủ nhiệm dương. Tôi sẽ xin lỗi ông ấy. Thế nhưng, ông thẳng thừng đuổi việc tôi như vậy, có phải là quá nặng rồi không? Hình phạt này là nặng sao? Thường Quốc Hưng cười lạnh, ông còn mặt mũi để nói câu này sao lúc chủ nhiệm dương bị đình chỉ do bị ông vu hãm ông hãy còn rất vui mừng mà trong lúc mọi chuyện chưa được làm rõ thì ông còn đứng trước truyền thông khẳng định như đinh đóng cột là chủ nhiệm dương xâm hại bệnh nhân xứng đáng bị đuổi việc bây giờ đến lượt ông so ra thì tội còn nặng hơn nhiều bây giờ ông bảo là nặng không cảm thấy buồn cười hay sao thường quốc hưng nói từng câu từng chữ rõ ràng mạnh mẽ đến mức hội lâm khai không phản bác được một lời nào. Thế nhưng ông ta vẫn không từ bỏ. Thật sự tôi đã nhận sai lầm của mình rồi mà, viện trưởng à. Ông hãy niệm tình tôi làm việc lâu năm ở bệnh viện này, cho tôi một cơ hội được không? Thường Quốc Hưng vẫn kiên định. Tôi đã cho ông rất là nhiều cơ hội rồi, chỉ là do ông không biết quý trọng mà thôi. Ông cho rằng việc ông nhận tiền của người nhà bệnh nhân qua mắt được tôi sao? Tôi chỉ là làm ngơ mà thôi, Thế nhưng chuyện lần này quá nghiêm trọng rồi. Tôi không thể nào bỏ qua được. Bắt buộc phải xử phạt thật nghiêm để làm gương. Nếu không cứ để ông nhảy nhót tiếp thì sau này bệnh viện sẽ thành cái dạng gì cơ chứ. Thường Quốc Hưng dừng một chút rồi tiếp tục nói. Chuyện hôm nay sẽ không chỉ dừng ở đây thôi đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát để họ đến đây xử lý. Hành vi của ông đã cấu thành tội danh được rồi. Gì cơ? Thượng Quốc Hưng, Ông, ông muốn báo cảnh sát sao hồi lâm khai trừng mắt đúng tôi đã nói rồi lần này tôi sẽ xử lý theo phép công Hội lâm khai không cầu xin nữa ông ta bắt đầu lật mặt thượng quốc hưng ông muốn làm việc tuyệt tình như vậy đúng không nhất định là phải đuổi tận giết tuyệt sao người hoa hạ chúng ta cũng có câu này chừa cho nhau một con đường thì sau này gặp nhau còn đỡ ngại ngùng triệu phương đông cười lạnh xen miệng vào nói thật đúng là hoa hạ của chúng ta có câu nói như vậy nhưng không đến được ông mở miệng ra nói nội dung đoạn ghi âm vừa rồi ai cũng đã nghe chính là ông muốn dồn chủ nhiệm dương vào đường cùng vậy mà còn có thể nói ra câu này sao hơn nữa người đáng thương tất có chỗ đáng giận ông bày kế hãm hại chủ nhiệm dương nên phải nhận kết cục này là đúng rồi cậu không đợi cho hội lâm khai nói hết triệu phương đông xua tay hội lâm khai tôi nói thật cho ông biết chúng tôi đã sớm biết tần lệ quyên là tình nhân của ông rồi tấm vé giảm giá kia của khách sạn là do chúng tôi sắp xếp trong phòng khách sạn đó đã lắp sẵn thiết bị nghe lén và theo dõi rồi thì ra thì ra là mấy người hội lâm khai oán độc nhìn chăm chăm triệu phương đông ông ta không ngu những đoạn ghi âm mà lý tương vận lấy ra đều là đối thoại trong hai ngày nay của ông ta rất có thể ông ta đã rơi vào một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn triệu phương đông nói Đúng vậy, đều là do tôi làm. Nếu ông không phục thì trả đuổi đi. Nhằm vào tôi đây này, tôi đây sẽ tiếp ông. Thôi được rồi. Thường Quốc Hưng ngắt lời. Hồ Lâm Khai, tôi là viện trưởng, hình phạt tôi đã nói rõ ràng với ông rồi. Nếu không tin thì cứ chờ xem. Sắc mặt của Hồ Lâm Khai xám xịt, u ám nói. Được, được lắm. Hay cho một Thường Quốc Hưng, một Dương Thanh Ý, một triệu phương đồng. Còn nhiều mấy người giỏi hợp lại với nhau mà tính kế tôi. Nói rồi, hội lâm khai xoay người ra khỏi văn phòng. Sau khi hội lâm khai bỏ đi, Thường Quốc Hưng đến trước mặt của Dương Thanh Ý, nắm lấy tay ông rồi kích động nói. Lần này là do tôi hồ đồ, không phân biệt rõ đúng sai nên mới khiến ông phải chịu oan ức như vậy. Thật sự rất là xin lỗi ông. Dương Thanh Ý cười. Viện trưởng đừng có nói vậy, tôi cũng biết ông có chỗ khó hơn nữa từ lúc bị dính vào mớ rắc rối này đến bây giờ thì ông vẫn luôn bảo vệ tôi mà thường quốc hưng vui mừng lão dương có thể hiểu là tôi vui rồi còn chuyện này giờ mọi việc đã rõ ràng hội lâm khai đã bị đuổi việc bây giờ ông quay lại làm đi sau đó tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho bên ngoài biết trả lại sự trong sạch cho ông thật vậy sao dương thanh ý run run cảm động hỏi từ sau khi bị đình chỉ, Dương Thanh Ý vẫn luôn muốn có thể quay về làm việc ở bệnh viện này. Bây giờ có viện trưởng mở lời nên khiến ông ta rất là cảm động. Triệu Phương Đông và Lý Thương Vận vì chuyện lần này của Dương Thanh Ý mà bỏ ra không ít công sức. Bây giờ có thể chứng kiến được kết quả này, bọn họ cũng vui thay cho ông. Tất nhiên là thật rồi. Thường Quốc Hưng nói, mọi người ai cũng trông mong ông có thể quay về làm việc. Nếu như bọn họ biết được tin này Chắc chắn sẽ rất vui cho coi Đúng rồi Bây giờ cũng mới qua giờ vào làm chút thôi Ông chuẩn bị rồi ở lại làm luôn trong hôm nay đi Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Dương Thanh Ý ở lại làm việc Còn Triệu Phương Đông và Lý Tương Vận Thì cùng nhau quay về Kết thúc tập 35 của bộ truyện Đột nhiên có thần thông Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi